Hai cho anh em vào sửa lượng mình từ lúc anh chị làm giúp các chị bạn trong video ngày hôm nay đã quá quá không giờ 20:09 rất lâu rồi giờ mình mới làm video, hy vọng vẫn tạo được sự hứng thú hay ho thú vị cho các bạn. Bởi trong ngày 20:09 hôm qua mình đạt được một cái thứ hạng rất là cao trong đấu trường. Cái ảnh này thì mình cũng show trong bản tin của mình rồi, và người bị mình cướp top chính là không phải là Mesut Ozil. Mình hôm qua Mesut Ozil ở hạng 4 rồi các bạn ạ. Người mà bị mình đánh mất top nó là Mr. Phan này, đây các bạn ạ, chiến báo vẫn còn, mình đánh lên hai bậc thắng luôn đấy các bạn đấy. Sau đó thì các bạn để ý rằng có rất nhiều người cùng đánh mình trùng một cái khoảng thời gian đấy luôn, đó là Ventun, Sokol, Duy Tiền, Akashi và cả một hit bay màu. Và tất nhiên thì một hit bay màu sau đó có đánh thắng mình, nhưng nó là cái sự muộn màng rồi đúng không các bạn, để các bạn thấy rằng cái đội hình của mình hiện nay với Smart Kurabang, một võ sĩ mặc dù chỉ là tanker, khác với các võ sĩ đảng trước đấy các bạn nhé, nó lắm vai trò gọi là cốt cán, thì bây giờ một võ sĩ tanker là Kurabang lại đóng vai trò quyết định tới cục diện của trận đấu, quả thật là như vậy các bạn ạ. Kurabang của mình hiện nay đang ở mức độ là 1,1 triệu lực chiến, một chỉ số lực chiến cao nhất mà mình từng đạt được luôn đây các bạn ạ, Fighter đấy các bạn, tất nhiên là cao nhất trong team của mình nhá, chứ không phải là so với những người chơi khác trong server đấy. Và đang cầm cho nó những cái bộ đồ theo mình đánh giá phải là cực kỳ dị, và vị trí đứng cũng rất dị. Ngày hôm qua thì mình đã có test với các bạn Kurabang ở vị trí hàng sau với hồn lam bão tố, với hồn lực lam thần nữ nói chung là nhiều loại hồn lực lam khác nhau, với run sói như ở hàng sau. Thế tuy nhiên thì mình nhận thấy rằng Kurabang ở hàng sau nó hồi nộ rất chậm các bạn ạ. Đấy, hoặc là do mình chưa có võ sĩ úp nộ đủ lớn thành ra là mình lại đưa nó lên hàng trước. Ở vị trí Rulon thì mình nhận thấy rằng để hàng trước gặp quá nhiều bất lợi và nhanh chết quá, khi đấy thì không chia sẻ là sát thương nên mình lại cho ra hàng sau. Đấy, mình xin nhắc lại đây là mình phải test rồi mình mới biết được là quả thật không được nên mình lại để lại hàng sau các bạn nhá. Đấy, còn vị trí Athena và vị trí của Tung và Kensu và Miyuchi hàng trước rồi, chả có phương án nào khác. Vị trí của Kensu thì các bạn đều biết mình đã hạ chỉ số công nó rất nhiều rồi, mình đã có ý tưởng là đưa Kensu lên hàng trên nhưng thực sự với các bạn nó không sống được, Kensu lên hàng trên không thể nào chống chịu được, chết chết lại còn nhanh hơn nữa cơ, nên thôi đành phải để hàng dưới. Thì bây giờ còn lại vị trí Athena, vị trí Tung thì các bạn đều biết rằng Tung có cái khả năng miễn khống khá là tốt đấy, thật ra là tốt nhất trong các võ sĩ của mình rồi, có khả năng khắc chế được một phần nào đó Kurabang, nên thành ra mình nhảy Tung dưới để cho Tung chịu những cú băng đầu tiên của Athena, còn sau này Tung chết đi thì thôi các cháu phải chịu thôi, còn như thế thì Athena đành phải lên hàng trên chảo cách nào khác các bạn ạ. Trong quá trình đấy thì mình lại nhận thấy tiếp tục thấy rằng về bộ hồn lực lam đấy thì con Athena này nó không có, nó ở hàng trên nó không có một cái tỷ lệ tung tuyệt kỹ đều như là Kurabang đâu các bạn ạ. Kurabang nó tung tuyệt kỹ cực kỳ đều luôn, mình để hàng trước gần như đợt nào nó cũng có băng đấy, và băng như thế thì khống chế bên đối phương cực mạnh và sát thương gây ra kèm theo cũng không tồi khi mà này cầm theo bộ hồn lực lam bão tố, nên là mạn phép các bạn là mình đã đưa cái bộ hồn lực lam bão tố cho Kula các bạn nhá, nên tí nữa các bạn xem qua trận đấu các bạn thấy khá ảo diệu. Kurabang cầm hồn lực lam bão tố hàng trước chứ không phải hàng sau, thật là ảo giác đúng không các bạn. Còn Athena thì đành cầm bộ Godness, các vị trí còn lại gần như không có gì thay đổi nếu như không muốn nói là y nguyên đấy. Sức sát thương của Kensu bị giảm đi rất nhiều do mình giảm đi rất nhiều lực chiến của nó, hiện nay chỉ còn có 922 ca lực chiến, chỉ số công chưa đạt 400 ca đấy, thua cả Athena thua cả Tung đấy, vì hôm trước mình có giải thích rồi, con nào mà cứ đam to ấy, chỉ số công to ấy, là y rằng bị Kula với đối phương nó tóm, và như thế thì không chơi được đấy, chơi của đấy không chơi được nên thôi mình đành phải lựa chọn phương án là giảm các cái chỉ số công của nó đi. Hôm qua thì mình đã có chia sẻ với các bạn một vài cái cách để giảm chỉ số công rồi, tăng chỉ số công rồi, thì các bạn cứ thế mà làm theo thôi, rồi là phát triển thêm nữa lên, trong đó có tính năng chip thì thật ra chip thay đổi cũng nhiều đấy, nhưng mà mình chưa thay đổi thôi đấy các bạn nhá. Đâu rồi nhỉ, còn bộ rune thì cũng chia sẻ luôn để các bạn cùng thấy rằng game nó rất là ảo diệu. Kula vừa hàng trên thì mình lại đưa cho nó bộ rune núi, bởi mình thấy rằng bộ rune sói sát thương của Kula cũng không thể nào đột phá được dù là hàng sau. Bộ rune núi thì sẽ giúp cho Kurabang ở hàng trước nó thủ một cách bền vững hơn, chắc chắn hơn, chứ hàng trước mà lại cầm rune tấn công thì nhanh bay màu lắm các bạn ạ. Ở vị trí Athena ở đây lại một cái sự ông lại chơi kiểu nghịch danh, đó là mình đang dùng bộ 6 sói để giúp cho Athena có chỉ số sát thương tốt hơn. Đấy, thật ra mình thấy rằng bộ 6 sói này của Athena có thể tráo đổi với bộ 6 sói của Mizuchi. Đấy, có lẽ là tối nay mình sẽ tráo đổi hai bộ này cho nhau. Nguyên do là Mizuchi đứng hàng trên theo mình thấy là sát thương cũng rất mạnh, còn Athena cầm bộ 6 sói hiện nay thì mình thấy rằng sát thương nó cũng tốt nhưng nó không được tung được nhiều lắm, hay bị khống chế rồi hay không được phun nộ. Và ngoài ra thì đấy,
Nhưng mà vẫn ổn, vẫn ở phần nào đó vẫn ổn các bạn nhé, vì Athena của mình không bị đấm chết. Đấy, nếu Athena của mình dễ bị đánh chết thì mình sẽ lại cho nó bộ núi. Đấy, còn Mizuchi cầm bộ núi này thì sẽ có hai đần ám, nó sẽ tốt hơn là cầm bộ bộ sói. Sát thương bị giảm nhưng mà bù lại thì những cái ám cho team, cho đồng minh lại tốt hơn nhiều. Bộ Kensu và bộ của Dulon thì vẫn thế, bộ Tung thì không có nhiều quan trọng lắm. Mình thêm hai viên chí mạng kèm theo 4 viên phản đòn hồi máu, không quan trọng lắm các bạn ạ. Đấy. Ok, các vị trí khác thì chúng ta bỏ qua, tạm thời chưa xét tới các bạn nhá. Nào, hãy cùng xem các bạn những chiến báo vô cùng ảo diệu. Mình xem lại đây các chiến báo đánh nhau ở từ hạng 2, à từ hạng 3 chỉ xuống thôi các bạn nhá. Chứ từ cái hạng trước đấy thì chịu thôi. Nào, mình cùng theo dõi với các bạn một trận với Akashi. Akashi bình thường thôi. Đấy, trận này mình chưa xem. Để cho các bạn thấy là cái gì nhỉ? Kula băng S-Max nó bán hành nhiều như thế này. Đối phương cũng có rất nhiều võ sĩ giống như bên mình, đúng hơn là chỉ khác ở hai vị trí, một là Raf, mình là Dulon, hai là Ca Phẩy, còn mình là Tung. Đấy, các bạn thấy khác nhau rất nhiều đúng không các bạn? Ca Phẩy đối đầu với Tung Furu, Raf đối đầu với Dulon. Đấy, đặt lên bàn cân so sánh đơn lẻ này các bạn biết rồi đấy, lợi thế hơn ai là các bạn, ai hơn ai là các bạn biết rồi. Rồi, hy vọng là Tung sẽ có nộ. Không có nộ rồi. Chói chặt luôn. Mình đảm bảo với các bạn, Kensu đối phương sẽ không thể, không được thi đấu bất kỳ một lượt nào luôn. Chắc chắn là như vậy. Liên tục đóng băng. Đam nó không to mấy, nhưng mà nó cộng dồn thêm với Athena này cũng gọi là rất là người. Nhưng cái quan trọng hơn hết là khống chế cho bên đối phương không làm gì được ấy. Không cử động được gì luôn. Nó khó chịu ở cái chỗ đấy. Rồi, Athena ở hàng trên thì cũng có cái tỷ lệ tung tuyệt kỹ được nhiều hơn nhưng mà cũng dễ chết hơn. May là mình có Kula băng ở cái trạng thái S-Max nên là nó cũng giảm công nhiều đối phương đấy, đỡ đi đấy. Ok, các bạn để ý rằng tung biến hình xong rồi thì sẽ không còn sợ băng nữa nhá. Băng là không thể nào chạm vào nó nữa. Rất là ngon, tung bây giờ mình ở tung comeback trở lại là hợp lý đấy. Bây giờ mình vẫn còn dùng tung là hợp lý đấy. Nó nhưng mà nó vẫn hơi khó dùng nhưng không phải dễ đâu các bạn nhá. Kensu giảm rất nhiều đồ nhưng mà vẫn lên được gần 7 triệu đam. Đấy, khá là ảo đấy. Đấy, chứ bình thường Ken là mình chọi chết thằng Rap ở đấy, nhưng mà Ken này bị gỡ đồ nhiều quá chỉ có thế thôi. Rồi, băng xịn thì không đánh được vào tung nhưng mà băng đều hiện đánh được vào. Rất đáng tiếc là băng của tay Akashi là băng đều các bạn ạ. À, tung của mình chưa biến hình, quên biến hình rồi thì mới không bị, nhưng đây là chưa biến hình. Hy vọng Miyuchi giải uống, thật ra giải uống cho ai cũng được. Kula băng đều sẽ có nộ, đều sẽ được tung tuyệt kỹ chứ. Rồi, bay màu Kensu. À chưa, còn chấm máu cũng bay rồi. Đối phương gần như không có phương án để xuyên thủng hàng trước và thoát khỏi cung đoan của mình, chỉ có ngồi gọi là bó tay chịu trói thôi. Tung một lần nữa lại còn đất diễn, tưởng là ông cụ hết đất diễn này về quê rồi, hưởng thọ tuổi già rồi nhưng mà không. Một chiến thắng rất gần đến với mình rồi đúng không các bạn? Lại là Kula băng S-Max. Tỷ lệ đóng băng gọi là siêu cao các bạn ạ.
Do viên số 6 mình cầm nó có chỉ số gọi là khống chế mà. Rồi, hai lần. Đây là 3 triệu đam. Mình thấy là hồn được 5 áo tố mà tung được nhiều lần như này mà con chắc ăn nhất có nộ thì có chỉ có thể là cua băng hàng trước. Nên là mình đưa cho nó các bạn nhé. Rồi, sát thương của Kensu các bạn thấy không tồi sau khi nó bị giảm sát thương. Ca phẩy cũng dính băng luôn thôi. Các bạn nhìn thấy trận đấu đối phương không thể nào gọi là trốn được băng. Và đối phương nói thật với các bạn là chủ lực bị khóa rồi. Hội còn lại chỉ hoàn toàn mang tính chất gãi hứa cho đồng minh bên phe mình thôi. Chứ họ không dứt điểm được. Vừa rồi có lẽ là pha phản công cuối cùng của bên đối phương. Minucci cũng là 4,8 triệu đam. Sau khi dứt xong mây trồ cái gì đấy, anh em lại tập trung chuyển qua cà phê. Khó nhờ. Thế làm sao mà gọi là chống đỡ được. Cứ hết chủ lực này, hết chủ lực 1 thì nó lại mò đến chủ lực 2. Rồi, đợi sát thương của Kensu lên tới gần 8 triệu đam rồi các bạn ạ. Một trận đấu mà kết quả có lẽ đã quá rõ ràng. Và các bạn nhìn thấy hiệu ứng nó rất nhiều chứ không phải đơn giản là 1-2 hiệu ứng. Rồi, một trận đấu khá thuyết phục do cú đập băng của đối phương chưa S-Max mất cân bằng với mình. Chúng ta xem một trận với Duy Tiền. Đối phương đã có cú đập băng, mình sẽ xem là S-Max chưa. Rồi, như vậy đây cũng là băng đều các bạn ạ, chưa S-Max. Chưa S-Max như này thì không thể nào phát huy được tác dụng ở mức độ là không giải được, chứ như này vẫn giải được. Cú đá băng bên đối phương cũng rất khó chịu, nhưng mà tự nhiên lại dở thêm mấy trò choáng vào nữa, thành ra là bị phản ám các bạn ạ, chủ lực bị trói sạch. Chủ lực đối phương là như thế các bạn ạ. Bên mình thế thôi, không được chơi một tí gì với cua băng. Mà chủ lực bị trói thì lấy ai mà phá tanh xịn như là nó. Và dùng cua băng đều thật. Mình chưa xem con nào imba như là cua băng, kể cả từ thời thần bài mới ra mắt. Chơi cái trò bọc lại trong băng sau đó tẩn cho ra bã. Team đối phương tưởng thua rồi mà cũng nhây phết các bạn ạ. Họ có miễn trí tử và hồi sinh nhiều thành ra nhây. Nhưng mà cũng đến thế rồi. Chủ lực bên mình toàn bị họ toàn bị khống chế. Một chiến thắng đã rất gần kề bên mình rồi. Đối phương bị bóc dần đi và không có phương án thay thế. Ăn chặt đúng không các bạn? Đối phương cảm giác yếu nhỉ? Chủ lực thì bị bắt.
bị giết hoặc bị trói. Hội còn lại đam như mông mông màu giấy luôn. Ok, mời các bạn xem một trận cuối cùng với VN Tool nhá. Đây là trận đấu mà mình, cá nhân mình cảm thấy tâm đắc nhất về Smart của Coolabang, khi mà đối phương là người chơi riêng hàng cẩu, và đây là sự khác biệt cực kỳ lớn giữa bên phe địch và bên phe ta. Bên phe ta thì hoàn toàn không có một con cái gì gọi là phản đòn phòng thủ, và đang là người chơi thua uy, trong khi đối phương lại là người chơi hơn uy nhưng lại sử dụng một võ sĩ thua uy là con riêu trên cẩu. Thời thế đảo ngược, lộn xộn hết cả lên. Mời các bạn cùng theo dõi trận đánh để nắm được vấn đề. Đối phương sử dụng hai con võ sĩ đam AOE là Maker và Mizuchi. Ai mà nói rằng hai con này là sai bài, không hợp tình hợp lý ở thời điểm hiện tại, không hợp meta, mình rủ sẵn sàng solo kèo khô máu đấm nhau luôn nhá. Rồi đây là Coolabang S-Mark của mình. Kể từ đây đôi ta chẳng thấy nhau, người sẽ ra sao, yêu người thế nào. Mây trời bị trói mà cứ thế này sẽ bị trói đến chết thôi nếu như không có gì gọi là đột phá xảy ra. Mây trời sẽ bị hai luồng đánh vào, một là Mizuchi bên mình, hai là mây trời bên mình. À mình xin lỗi này. Sát thương của Dulon lên tới 3 triệu, hơi yếu. Rap đấm ghê. Đây là S-Mark của Rap luôn các bạn ạ. Rồi ở lượt số 2, rất nhiều võ sĩ có nộ. Và tiếp tục Major các bạn nhìn đến lại bật băng lên để mà sống rồi, chứ còn đâu không tự sống được. Coolabang của mình còn một lần tôi kỹ nữa. Đây là S-Mark Mizuchi, sắp xỉ 4 triệu. Còn Major chỉ là 1.3 triệu, yếu quá nhỉ. Rồi, thời thế khá là đảo lộn. Tung bây giờ lại phải cho dưới rồi. Và quan trọng nhất là để nó ở chỉ số công cao nhất. Mục đích là dụ dỗ Coolabang đối phương đấm vào, không phải với team của lão viên Tun đâu nhé, ý là team khác ấy. Tiếp tục băng. Kể ra antenna của mình mà còn nộ thì tốt hơn. À, được giải hiệu ứng thì tốt hơn, khi ấy thì mình sẽ hồi lại cả máu lắm, chứ như này thì chỉ hồi một lượng nhỏ thôi. Nói chung thì team cũng chưa thật sự là hoàn hảo đâu, nhưng mà theo mình thấy là tạm ổn trong cái chế độ này rồi. Cực kỳ khó chịu đúng không các bạn? Lượt nào cũng đóng băng. Không có phương án nào để gọi là xuyên qua hàng trước của mình được, và cũng không có phương án nào để cho Major được thi đấu các bạn ạ. Rồi ăn chặt rồi các bạn ạ. Chủ lực đối phương phải nói là luôn luôn là trong tình trạng là đóng quát tài băng, và một đồng minh ở bên cạnh hay bị lắm. Rồi, tung biến hình, tung tuyệt kỹ sẽ việc giới hạn sát thương. Hit guy nữa, khó mà chết lắm. Rồi, một pha gọi là tuyệt kỹ D-Pass của Kensu, chưa cần đến tứ môn. Rồi, trận này lại vào một trận thắng giòn giã. Các bạn lưu ý mình đều đang quay ở chế độ trong đấu trường cả. Đấy, các bạn so sánh nó sẽ phải hợp lý một chút nhé. Rồi, kể còn thời gian thì mình sẽ sánh nhau thêm một trận với tay gì nhỉ?
với thằng Sokol, nhưng mà hết tay. Hẹn các bạn trong các video buổi live stream tiếp theo nhé.